Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà, Gò Vấp, Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay em Hùng sẽ gửi đến cô bác chúng ta một căn villa mini với diện tích khuôn viên đất ngang 5, độ dài 13m, còn sót lại duy nhất trên địa bàn đường Thống Nhất sát với siêu thị Lotte Mart thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Căn nhà này thì có diện tích rất đẹp, ngang 5, độ dài 13m, thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu, tặng kèm full nội thất. Căn nhà này thì thiết kế theo kiểu kiến trúc Cityland, nằm trong một khu phố rất đẹp, rất an ninh, hẻm cụt, đường trước nhà tầm 4m và cách mặt tiền đường chính, đường Thống Nhất khoảng tầm 50m thôi nha quý vị. Chưa đến 50m, chỉ có vài căn nhà thôi. Rất là gần với mặt tiền đường chính, đường Thống Nhất, một căn nhà phố nằm trong khu phố rất đẹp, rất sang luôn. Và chủ nhà đang cần bán với giá quá tốt, giá bán chỉ hơn 8T một tí thôi nha quý vị. Căn nhà ngày hôm nay thì có hướng chính nam, đường xe hơi ngay ngã ba Nguyễn Văn Lượng và Thống Nhất. Đường này thì tầm 4m, xe hơi xe tải vào thoải mái và dễ dàng vô nhà được luôn nhé. Nhà mình rộng 5m nên xe vào rất là thoải mái nha quý vị. Căn nhà này cách mặt tiền đường chính, đường Thống Nhất chỉ khoảng tầm chưa đến 50m nhé. Ngay đây có quán cà phê này, rất đẹp luôn nha. Ở vị trí này thì quý vị ở mướn phòng ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom cho 3 đều tuyệt vời. Và giá bán chủ nhà đang rao ra cho căn nhà ngang 5m, độ dài 13m này chỉ có hơn 8T một tí thôi. Căn nhà mình thì sát với căn cuối này. Ở cuối hẻm này chúng ta sẽ có một căn nhà và được làm cái cửa cổng ra luôn. Và căn nhà mình thì sát căn cuối, thiết kế theo kiểu kiến trúc biệt thự Cityland mới nhất năm 2024. Nhà xây mới sổ hồng riêng đã hoàn công rồi nhá. Pháp lý giấy tờ rõ ràng, quý anh chị cô chú mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Đây là mặt tiền này. Và bên trong căn nhà này thì thiết kế rất là đẹp với hai lớp cửa sát nhau này. Bên trong dưới tầng trệt thì quý vị sẽ có khu vực nhà đỗ xe hơi dài tầm 6m, quý vị đỗ vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Chỗ này thì chủ nhà đang trưng bày sofa và tủ kệ tivi. Gia đình chúng ta có xe hơi thì quý vị sẽ đưa sofa lên tầng lửng nhá. Bên trên có đèn trần, đèn led này với những cái trần xuyên sáng rất là đẹp và những bức tranh phong thủy rất là tuyệt vời. Căn nhà này thì đang được chủ nhà chào bán với giá là 8 tỷ 400 triệu đồng, còn thương lượng. Ngang 5, độ sâu vào 13m, tặng kèm full nội thất bên trong, hướng chính nam, ngay ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực cầu thang ở dưới nhà này, dưới cầu thang có vệ sinh và lavabo dưới mặt bên ngoài. Phía sau là không gian bếp có bàn ăn 6 ghế giếng trời nhỏ phía sau, kết hợp với tủ bếp trên dưới được làm bằng chất liệu của An Cường sơn màu trắng. Và chúng ta sẽ có không gian để tủ lạnh hai cửa, khu vực để bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát. Và khu vực bếp thì có ốp gạch lên cao phun tường. Ngay kế trên bàn ăn thì quý vị sẽ có đèn chiếu sáng và bên trên thì có giếng trời nhỏ. Nhà này thiết kế có lửng, một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Nhà sẽ có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ rộng và sân thượng trước và sau. Và hướng nhà đang là hướng chính nam, hướng rất là mát mẻ, phù hợp cho quý vị có băng ta thuộc mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Và quý vị nào đang tìm nhà ngang 5, hẻm một xẹt gần đường chính, đường lớn ngay ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng để thuận tiện ở mướn phòng công ty cho thuê, và nhà ngang 5m có giá rẻ thì căn nhà này rất là hợp lý nhá. Di chuyển theo cầu thang lên trên thì quý vị sẽ đến với không gian tầng lửng phòng khách. Khu vực tầng lửng này thì quý vị sẽ có một cái sảnh nhỏ bên ngoài này. Sảnh này quý vị có thể làm sảnh tiếp khách này. Bên trong đây là không gian phòng khách, thì chúng ta có xe hơi thì quý vị mang bộ sofa ở dưới đây nhá, phòng khách này. Với tủ kệ tivi, bên trên có chạy trang trí đèn trần, đèn led. Ngay không gian phòng khách nhà chúng ta thì có vệ sinh luôn, chúng ta có thể làm phòng ngủ dành cho người già. Phòng vệ sinh thì có cửa sổ ra khu vực giếng trời. Và đây là không gian phòng khách của căn nhà. Quý vị đang đến với phòng khách của căn nhà đẹp, thiết kế theo mẫu kiến trúc kiểu Pháp. Ngang 5, sâu vào 13m, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, giấy tờ pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và lên trên sẽ là kiến trúc thiết kế của các phòng ngủ nhé. Một trong những căn nhà ngang 5, hẻm một trục, vị trí đẹp trên trục đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, với giá bán chào ra vô cùng rẻ, chỉ có 8 tỷ 400 triệu đồng thôi, còn thương lượng. Vị trí hẻm một xẹt nằm ngay trung tâm quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, giá bán như thế này rất là tốt rồi nhé. Quý vị nào có nhu cầu tìm mua nhà ngang 5, vị trí đẹp, hẻm một xẹt thì căn nhà này là một sự lựa chọn tuyệt vời cho đại đình của chúng ta. Phòng ngủ thì tương đối rộng, có giường ngủ, tủ áo, chăn ga gối đệm, khu vực gắn máy lạnh, ban công bên ngoài 1m2, có lan can lục bình bên ngoài và đèn chiếu sáng. Tất cả phòng ngủ thì đều có vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì chủ nhà có thiết kế bồn cầu, lavabo rửa mặt được đặt bên ngoài, bên trong là bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen và gương soi đèn led. Qua phía sau đây thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng số 2 này. Phòng số 2 này thì cũng có giường ngủ này, có khu vực gắn máy lạnh, bên trên có trần thạch cao với đèn thả, đèn trần, và có khu vực gắn máy lạnh cũng như là cửa sổ ra khu vực giếng trời và vệ sinh trong.
Phòng vệ sinh thì vẫn với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, vòi tắm sen thuyền, gương soi và đèn led. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng số 2 nhé. Ngang bộ 5 độ sâu vào 13 mét, chủ nhà đang cần bán gấp để cưới vợ cho con. Với giá bán là 8 tỷ 400 triệu đồng, hẻm 1 xẹt 1 trục 4 mét của trục đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên Lotte Max, sát bên ngã tư Nguyễn Văn Lượng và Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Lượng và Thống Nhất. Vị trí này ra sân bay khoảng tầm 5 phút đi xe máy và 5 đến 10 phút đi xe máy và ra trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút thôi. Sát bên có trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, siêu thị, nhà thờ, bệnh viện. Chủ nhà đang cần bán nên đưa ra mức thanh khoản ở mức giá rất là tốt. Quý vị cô chú nào đang có nhu cầu tìm mua nhà ngang năm, hãy đến ngay với căn nhà này nha quý vị ơi. Căn nhà phố có vị trí quá đẹp, quá đắc địa luôn, nằm ở trung tâm khu vực đông đúc nhất của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Không gian phòng số 3 và số 4 thì cũng có vệ sinh trong và chưa được chủ nhà tặng nội thất nha quý vị. Ta đang đến với không gian phòng số 3 và số 4 này. Nếu gia đình chúng ta có người già thì quý vị có thể làm phòng ngủ ngay tầng lửng luôn, vì tầng lửng của căn nhà thì cũng được chủ nhà làm phòng vệ sinh nhé. Nhà này có tổng cộng tới 6 phòng vệ sinh nha quý vị. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 4. Tất cả các phòng vệ sinh đều có bồn tắm đứng vách ngăn, bồn cầu và lavabo rửa mặt. Và lên lầu trên cùng thì chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng đến với không gian của phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước và sau. Ngang 5 độ sâu vào 13 mét, giá bán đang quá rẻ cho một căn nhà phố ngang 5 trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, với giá cực kỳ ưu đãi, cực kỳ tốt luôn, 8 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng mạnh. Không gian phòng giặt này, đây chúng ta có không gian phòng giặt nha quý vị. Và ở đây là không gian sân phơi phía đằng sau, sân thượng sau. Một cái dãy nhà 8 căn như thế này và họ đã bán hết 7 căn rồi, chỉ còn một căn duy nhất thôi. Với giá bán cực kỳ rẻ, cực kỳ ưu đãi luôn, chỉ có 8 tỷ 4 thôi cho một căn nhà hướng nam, ngang 5, độ sâu vào 13 mét nha quý vị. Đây thì chúng ta đang đến với không gian phòng thờ. Và ở đây là không gian sân thượng trước này, trước căn nhà đây nha quý vị. Quý vị có bác quan tâm đến căn nhà hướng chính nam, một trục một sẹt ngay sát Cityland Gò Vấp này, hãy gọi về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí, cũng như hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ vay ngân hàng, hỗ trợ bao sang tên. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.